Putin chính thức đăng ký tranh cử Tổng thống Nga. Cơ quan phụ trách bầu cử Nga đã chấp thuận đơn đăng ký dưới tư cách ứng viên cá nhân của ông Putin, chính thức điền tên chủ nhân điện Kremlin vào cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Theo TASS, trong ngày 29 tháng 1, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga CEC đã xác nhận đơn đăng ký ứng cử của đương kim Tổng thống Vladimir Putin. Trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 3 tới, ông Putin sẽ tranh cử với tư cách ứng viên độc lập. Chúng tôi đã kiểm tra ngẫu nhiên 60.000 trong tổng số 315.000 chữ ký ủng hộ ông Putin. Tỷ lệ sai lệch chỉ là 0,51% và đơn đăng ký của ông Putin đã được nhất trí thông qua, thư ký CEC Natalia Budarina nói. Truyền thông Nga cho biết, chủ nhân điện Kremlin là ứng viên Tổng thống thứ 4 được CEC xác nhận. Trước ông Putin, ông Leonid Slutsky của Đảng Dân Chủ Tự Do Nga, LDPR, ông Vladislav Davankov của Đảng Những Con Người Mới và ông Nikolai Kharitonov của Đảng Cộng sản Liên bang Nga, KPRF là những ứng viên đã đăng ký thành công. Luật pháp Liên bang Nga quy định, một ứng viên có ý định tranh cử độc lập phải thu thập đủ 300.000 chữ ký ủng hộ việc ứng cử. Sau khi thu thập đủ chữ ký, đơn đăng ký sẽ được CEC xem xét trong vòng 5 ngày. Theo kế hoạch dự kiến, chính phủ Nga sẽ tổ chức bầu cử tổng thống từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 với hơn 300 điểm bỏ phiếu được thiết lập ở nước ngoài. Đây sẽ là cuộc bầu cử kéo dài 3 ngày đầu tiên trong lịch sử Nga. Về phía ông Putin, chủ nhân điện Kremlin sẽ trải qua cuộc tranh cử tổng thống thứ 5 trong sự nghiệp. Ông Putin được bầu làm tổng thống Nga lần đầu tiên vào năm 2000 và tái đắc cử vào năm 2004. Từ năm 2008 đến 2012, ông trải qua một nhiệm kỳ thủ tướng. Ông Putin trở lại ghế tổng thống vào năm 2012, rồi tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2018.